Xin kính chào quý khán giả đang xem trên kênh Nhà Đẹp và Thiết Kế. Hôm nay mình đang đứng trước đây là mẫu mái Nhật 2 tầng theo phong cách tân cổ. Các bạn nào mà đang chuẩn bị làm mái Nhật 2 tầng theo phong cách tân cổ này thì hãy đăng ký kênh để được tham khảo video chi tiết. Và các bạn cần tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Và trong cái thời gian qua mình làm video về nhà cửa, mình cũng rất biết ơn những khán giả đã cho mình nút thích video và đã cố gắng cổ vũ cho Nguyễn Thành để có động lực mỗi ngày, cố gắng vươn lên 1% mỗi ngày. Các bạn hãy cho mình những thích video nhé. Ngôi nhà rất đẹp. Ngôi nhà này có mặt tiền là 16m và chiều sâu là 12m nha các bạn. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ. Đó, các bạn ạ, cái ngôi nhà này rất là đẹp. Ngôi nhà này gọi là ngôi nhà nghỉ, nhà sàn rồi. Đấy, nhà kiểu khu du lịch nghỉ dưỡng rồi, chứ không phải là nhà ở nữa. Ngôi nhà quá là đẹp các bạn ạ. Xung quanh cái view mặt tiền của bác này cũng rất là rộng. Đó. Sau khi mà đang đứng ở trước ngôi nhà thì bên dưới mình sẽ cũng có một hồ cá. Và bên trên cũng như vậy. Và phía đằng trên này sẽ là chòi cà phê này các bạn này. Đó, cái không gian nhà bác rất là rộng. Và sảnh thì bác làm theo sảnh vòng tròn. Đó. Ngôi nhà được làm theo phong cách tân cổ. Cửa gỗ mở bốn cánh. Bây giờ mình cho các bạn đi tham quan bên ngoài một chút. Bên ngoài thì bác sẽ làm những cái hàng cây rải cỏ thảm này. Thì nó giống như kiểu sân golf này các bạn. Và cái sỏi này. Đó. Đó, đường sỏi đá các bạn nhé. Đấy, đây là phía bên ngoài ngôi nhà. Bây giờ mình mời các bạn vào tham quan phía trong ngôi nhà nhé. Đây các bạn, mình đang tiến tới khu vực phía trong ngôi nhà. Cái không gian phòng đây sẽ là phòng khách này. Đồ đạc thì đang trong quá ngôi nhà này thì vẫn đang trong quá trình thi công, cho nên là cái đồ đạc chưa, bác chưa làm xong. Đó. Phía bên đây sẽ là khu vực bếp này các bạn. Đó. Đó, khu vực bếp phải nói là cái khu vực bếp này bác này cũng làm hoàn thiện cũng rất là hiện đại này. Nó đường vuông thẳng phẳng. Bây giờ mình giới thiệu cho các bạn vào tham quan khu vực tiếp theo. Đó, toàn bộ cái phòng ăn của bác. Đây là khu vực phòng ăn này. Đấy. Không gian phòng ăn rất là rộng rãi. Bây giờ mình dẫn các bạn vào tham quan khu vực tiếp theo. Cái khu vực phòng khách bên ngoài này thì nó có diện tích khoảng 23m2. Không gian phòng khách rộng lắm các bạn. Ở dưới này thì sẽ có. Bây giờ mình dẫn các bạn vào tham quan phòng ngủ đầu tiên đi. Đó. Đó. Phía bên đây sẽ là đi lên khu vực cầu thang này. Và ở phía bên này sẽ là có một WC chung cho tầng 1. Ở đây sẽ là một phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 này thì có diện tích khoảng 18m2. Không gian phòng ngủ rộng rãi các bạn. Đó. Thì bây giờ mình dẫn các bạn vào tham quan khu vực phòng ngủ tiếp theo. Đó. Ngôi nhà này thì mình thấy bác này cũng làm rất nhiều cái đồ theo phong cách Nhật này. Đồ bác chơi rất là xịn sò. Khu vực phòng ngủ tiếp theo đây các bạn. Khu vực phòng ngủ này thì cũng như vậy, có diện tích khoảng 18m2. Đó. Giường kê vào chính giữa. Hai cửa sổ ở hai bên này các bạn. Đó. Đó. Mình đang đứng ở trong phòng số 2. Phía bên đây của mình sẽ là hai tủ quần áo. Đó. Và có vệ sinh khép kín cũng như là bồn ngâm trong đó. Đó.
Và phía bên này sau là bác sẽ để tivi và bàn trang điểm ở đây. Xin chào các bạn nhé. Bây giờ mình dẫn các bạn vào tham quan cái khu vực tiếp theo nhé. Ngôi nhà bác làm rất là đẹp. Ngôi nhà này là nếu mà hoàn thiện xong thì cũng lên cũng rất là vip rồi các bạn. Và toàn bộ cái cầu thang này bác sẽ mặt bậc thì bác ốp gỗ, còn cổ bậc thì bác sẽ để đá trắng này. Cầu thang thì là tay vịn gỗ này các bạn. Đó. Cầu thang vuông 2 chiếu nghỉ. Đó. Bây giờ mình dẫn các bạn lên tham quan tầng 2 nhé. Đó, đây là phía trên tầng 2. Này. Khu vực tầng 2 đây các bạn. Bây giờ mình dẫn các bạn vào tham quan phòng ngủ số 1. À, phòng ngủ số 2. Đó. Phòng ngủ số 2 này thì có diện tích khoảng 18 m². Đó. Bây giờ mình đang ở phòng ngủ số 3, đi ra. Khi mà đi ra thì chỗ này sẽ là phòng thờ. Như bác chủ là này là theo thờ, theo đạo. Cho nên là cái không gian phòng thờ cũng khác so với các bác thờ tổ tiên. Nhé. Đó. Và đây sẽ là khu vực vệ sinh của tầng 2. Vệ sinh chung cho toàn bộ tầng 2. Và cái chỗ lối này để đi ra sân phơi này. Sân phơi đồ ngoài này. Đó. Đó, đây là khu vực phòng thờ. Và phía đằng kia sẽ đi ra sảnh cũng như là ban công. Tí nữa mình dẫn ra sau. Đó. Bây giờ dẫn các bạn vào tham quan phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này thì rộng hơn. Có diện tích khoảng 20 m². Bây giờ mời các bạn trở lại tham quan sân vườn của bạn nhé. Đó. Cái kể cả cái giường này thì cũng giường theo phong cách của Nhật này. Đó, phòng ngủ rất là thích. Đó, vẫn là cái phòng ngủ này nhá. Vừa nãy mình có nhầm lẫn một chút thì toàn bộ cái ngôi nhà này thì tất cả phòng ngủ đều đồng bộ với nhau. Nó có diện tích khoảng 18 m². Đây, phòng ngủ này thì có vệ sinh khép kín và cũng có bồn ngâm. Đó, ngôi nhà rất là vip các bạn. Khi mà đi ra bên ngoài thì ở trong kia sẽ là tủ quần áo ở hai bên nha các bạn. Đó. Bây giờ mình mời các bạn tham quan khu vực tiếp theo nhé. Khu vực tiếp theo cũng sẽ có phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ này thì cũng như vậy. Tất cả các phòng ngủ đều đồng bộ như nhau. Kích thước vẫn như nhau. Và phía bên kia sẽ là bàn trang điểm. Kệ tủ quần áo ở đây. Đó. Đó. Phía bên đây sẽ là tủ quần áo này. Đó. Không gian phòng ngủ rộng quá các bạn ạ. Giường thì bác kê vào chính giữa. Hai đèn ngủ ở hai bên. Đó. Bây giờ mình mời các bạn vào tham quan ra phía bên ngoài sảnh nhé. Khu phòng thờ rộng quá. Khi mà đi ra phía bên ngoài sảnh thì cái không gian bên ngoài cũng rất là thoáng mát này. Đó. Mình đang bước ra phía bên ngoài sảnh. Đó. Phía bên kia sẽ là hai bể cá, một trên một dưới và chòi cà phê ở đằng này. Ngôi nhà bác làm rất là đẹp. Đó, ở đây thì sẽ có một bức tượng. Sau khi mà mình đã cho các bạn trải nghiệm một vòng ngôi nhà này, các bạn thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, các bạn hãy cho mình một nút thích video
cũng như một nút đăng ký kênh. Mình sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu nhà khu vực nông thôn về để cho các bạn tham khảo. Và các bạn cần tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé.